Tiếp theo là đơn hàng của một bạn có tên là Bảo Nhi nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Và đây là shop của mình là trộm vé được rất rất là nhiều bạn ủng hộ luôn đó mọi người. Nên là đơn bên shop mình cũng một ngày được tăng hơn. Thế nên là mình đã dành rất là nhiều thời gian để cố gắng edit tất cả các video quay đơn hàng của các bạn. Nên là các bạn nhớ xem hết video để ủng hộ shop mình nha. Thật sự là mấy ngày hôm nay mình hàng về là các bạn ấy mua rất rất là nhiều sản phẩm luôn đó mọi người. Nên là bên shop mình bây giờ cũng không còn nhiều hàng, tại vì mọi người đã mua hết rồi. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều nha. Mình hứa là mình sẽ nhập thật là nhiều hàng mới về để phục vụ các bạn nha. Đơn hàng này thì bạn Nhi có đặt đó chính là một em bánh croissant màu xanh và một em bánh rán nha mọi người. Và đơn hàng đã xong thì mình sẽ tặng cho bạn một tấm thiệp cảm ơn nha. Cảm ơn các bạn vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop mình nha. Trong quá trình phục vụ mọi người có sai sót gì thì mọi người thông cảm qua giúp mình nha. Thì tại vì bên shop mình làm á là chỉ có một mình làm thôi. Từ tất cả các việc của shop thì một mình làm hết. Cái gì mọi người thông cảm giúp tôi nha. Cảm ơn bạn đó mọi người. Tiếp theo là đơn hàng của một bạn có tên là Diệp nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn Diệp nha. Bạn mua bên shop mình 3 sản phẩm. Đầu tiên là một em bánh matcha. Đây là em cuối cùng bên shop mình nha mọi người. Tiếp theo thì bạn đọc em capybara màu nâu như thế này. Em mình thấy sẽ có chảy nước mũi nhìn rất là dễ thương luôn. Và cuối cùng thì bạn đọc một em thỏ hồng. Rất là mềm và sự răng nha mọi người. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Sẽ gửi cho bạn một tấm thiệp cảm ơn. Những đơn hàng bên shop mình ngày nào cũng được chính tay mình gõ nên là đôi khi nó cũng sẽ có một chút sai sót nhẹ. Nên là mọi người thông cảm hoan hỷ bảo vệ tôi nha. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện cái shop mình hơn nha mọi người. Và không quên là dán thêm cho bạn một tấm tem nha. Cảm ơn bạn đã mua shop nha. Đơn hàng của một bạn có tên là Hoàng Kỳ Vân nha mọi người. Bạn mua bên shop mình đó chính là một em bánh dứa màu hồng jumbo như thế này. Cái món này bên shop mình là hết hàng rồi mấy bà ơi. Đó, món này bên shop tôi là hết hàng rồi. Trộm vía là được mọi người mua rất là nhiều á. Nên là bên tôi đã hết hàng món này rồi nha mọi người. Và tôi cũng đã order lại cái món này rồi mấy bà ơi. Chắc là khoảng tầm một tuần nữa thì hàng nó sẽ về á mọi người. Nên là mọi người đợi giúp tôi nha. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Đây là cái bao bì của em bánh dứa hồng á. Rất là xịn sò mấy bà. Chỉ có 90 cành thôi nha mấy bà. Ôi mà hàng kỳ cực kỳ đẹp. Mình sẽ tặng thêm cho bạn một cái bao bì kính nữa ha. Đó, bên shop tôi là tặng rất là nhiều bao bì cho mọi người luôn á. Gửi cho bạn một tấm thiệp cảm ơn nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop nha. Hàng của một bạn ở Long An nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn mua bên shop mình là một em bánh Oreo màu tím như thế này. Rất là xinh nha. Đợt này là bánh Oreo màu tím là được mọi người săn đón rất là nhiều ha. Bên mình thì vẫn còn đủ 3 màu cho mọi người luôn nha. Gửi cho bạn một tấm thiệp cảm ơn nha. Cảm ơn bạn đã một shop nha. Đơn hàng của bạn ở Bình Phước nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Đây là phần bao bì của em chuối nha mọi người. Đầu tiên bạn mua bên shop mình là một em kem của Hatchimi. Nó là cái giá là 55.000 nha. Tiếp theo bạn lấy một em bánh rán. Rất là mềm nha. Một em bánh bao Hatchimi. Em này có bao bì tôi zip nha mọi người. Tiếp tục là một em bánh. Em có giá là 40 sao mọi người, rất là rẻ nha. Và cuối cùng là một em chuối nha mọi người. Siêu đẹp luôn. Chuối này rất là mềm và chậm tăng nha. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Gửi cho bạn một tấm thiệp nè. Và lấy sticker tặng cho đơn hàng của bạn nha. Cảm ơn bạn đã một shop nha. Của một bạn có tên là Ngọc Trâm nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Đây là bao bì của em chuối này. Còn đây là bao bì của em bánh dứa hồng nha. Bạn bên shop mình đầu tiên là một em bánh dứa nha mọi người. Em bên mình hết hàng rồi nha.
tầm 1-2 tuần nữa thôi thì bên mình sẽ về lại mẫu này cho mọi người nha. Tiếp theo bạn đặt một em chuối. Mẫu này có giá là 47.000 một bé nha mọi người. Siêu xinh luôn. Các bạn một tấm thiệp. Đó, một tấm kẹp fidget và một tấm sticker nha. Cảm ơn bạn rất một shop nha. Đơn hàng của một bạn có tên là Nguyễn Tiên nha mọi người. Để bên bạn, bạn có đặt tên giúp mình là một em chúa chất bơ nha mọi người. Chất em này rất là mềm và cực kỳ slow luôn nha. Và đây là phần bao bì mình đặt kèm cho đơn hàng của bạn nha. Đây là bao bì của em chúa nha mọi người, rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ gửi cho bạn một tấm thiệp cảm ơn nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop nha. Đơn hàng của bạn có tên là Mỹ Duyên nha mọi người. Đơn hàng này thì bạn để tên Facebook nên là mình cũng không biết nữa. Mình ghi như tên Facebook ha. Đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn bao bì shop mình hai sản phẩm chất bơ, đầu tiên là mà em bánh flan nữa. Chất em mình rất là mềm và sẽ tăng luôn nha mọi người. Em có giá là 58.000 một bỉ nha. Siêu slow luôn. Và cuối cùng thì bạn đặt một trái đào. Em này rất là mềm nha. Màu hồng rất là dễ thương nha. Gửi cho bạn một tấm thiệp cảm ơn nha.